Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với 1985 Studio. Mình là Quân. Thì bài hướng dẫn hôm nay mình sẽ có một tip nhỏ về chụp ngoại cảnh với đèn flash. Thì đây là một cái đèn flash nhỏ chuyên dùng để người ta hay chụp hình cưới hoặc đem đi chụp ngoại cảnh, nó nhỏ gọn. Thì mọi người thường nghĩ là khi chụp ngoại cảnh thì ánh sáng này đủ rồi, không cần phải bổ sung thêm flash làm gì. Nhưng mà khi có đèn flash vào thì nó sẽ tạo những hiệu ứng đặc biệt khác cho bức ảnh nó sinh động và hấp dẫn hơn. Nhưng mà trước khi chụp với đèn flash thì mình sẽ chụp với không có flash để các bạn dễ phân biệt hơn giữa khi có đèn và không có đèn. Thì đèn này là đèn Godox. Nó có, các bạn thấy nó đang chớp chớp là mình đang mở wireless cho nó. Thì khi mình chụp thì cái bộ trigger này, nó sẽ chớp đánh và cái đèn nó sẽ chớp chớp à, ví dụ vậy ha. Rồi bây giờ mình sẽ có một bạn mẫu dơm, mình sẽ thực hành với không có flash trước để bạn thấy rõ sự khác nhau giữa có flash và không có flash. Rồi đây là bạn mẫu sẽ làm mẫu cho mình chụp. Rồi, đầu tiên mình sẽ chụp với không có flash trước, ánh sáng tự nhiên hiện có thôi. Bây giờ là khoảng 5 giờ rưỡi, trời nó cũng không có nắng, trời âm u. Rồi, bây giờ mình sẽ tập thử nha. Rồi để chụp với cái trời này nó đang âm u không có nắng, nhưng mà trên bầu trời thì nó vẫn sáng hơn phía mặt ngày mọc. Cho nên khi mà mình chọn mặt ngày mọc sáng thì bầu trời nó sẽ cháy sáng luôn. Cho nên mình phải chọn một trong hai thôi. Ví dụ như chụp người mọc, các bạn muốn cho mặt mọc sáng thì bạn chỉnh chỉnh mở khẩu độ lớn hoặc là tăng ISO chẳng hạn. Với trời này là tăng ISO. Rồi bây giờ mình chụp thử nha. Rồi như các bạn thấy hình đang nhảy đó thì để mẫu nó sẽ đen xíu nè. Khi mà mặt người mẫu sáng thì cái bầu trời phía sau nó sẽ cháy sáng luôn, mà ngược lại ví dụ mình lấy bầu trời thì mặt mẫu nó sẽ tối đó. Ví dụ bây giờ bầu trời có chi tiết rồi, bạn xoay qua đây xíu này đó. Ví dụ như bây giờ bầu trời có chi tiết thì mặt mẫu nó lại tối. Cho nên khi mà mình chụp không có đèn flash thì các bạn chỉ có thể chọn một trong hai, hoặc là nếu bạn mà hậu kỳ giỏi thì có thể về để chỉnh lên nó cũng được. Nói chung hình cũng tạo chấp nhận được thôi, tại cái trời này nó không có nắng, trời nó mưu. Thì bây giờ mình sẽ dùng đèn flash để đánh vào để xem nó khác biệt như thế nào. Rồi, trước khi chụp thì mình giới thiệu sơ về cái đèn. Thì trên đèn này các bạn thấy là nó có các bạn điều khiển nè. Thì lúc này mình có thể chỉnh tăng giảm đèn được, ví dụ đèn đèn mạnh đèn yếu. Thì để biết hơn về đèn phòng chụp thì các bạn có thể vào cái phần cách sử dụng đèn phòng chụp ở trên cái danh sách phát của mình đấy. Tùy theo ánh sáng mà các bạn cho tăng giảm cho nó phù hợp với cái không gian, với cái đèn mà các bạn để. Ví dụ bây giờ mình sẽ để đèn là 1/16. Đây là cái bảng điều khiển trên máy ảnh mình đang để. Thì tùy theo tình hình của thời tiết thì mình để sao cho nó phù hợp thôi. Ví dụ như trời âm u quá thì mình để khẩu 4.5, ISO 200 và tốc 200 thì nó vẫn đủ gây ấn tượng, nó không như buổi trưa gắt. Khi mình set đèn và khi mình set đèn flash á thì mình sẽ xếp sao cho mình sẽ dùng chế độ chụp dimmer manual để mình set cái đèn nó theo cái máy mà mình đặt để, mình muốn đặt để như thế nào. Tại vì cái ánh sáng nhân tạo mình có thể đặt để nó được theo ý mình. Rồi mình có thể cũng các hướng đèn cơ bản là hướng chính diện, hướng 45 độ hoặc là hướng ngược. Thì bây giờ mình đang sẽ để hướng 45 độ. Sân thượng nó hơi lộn xộn nên các bạn thấy đủ thứ đồ linh tinh. Rồi bây giờ mình sẽ chụp với đèn flash. Đây là cái hướng mà mình đang để đèn nè. Đây bằng mẫu ngồi đây và đèn hướng này nó sẽ 45 độ về phía bằng mẫu. Rồi bây giờ mình sẽ chụp thử nha. Rồi mình chọn cái góc có ý để lấy được cái bầu trời, để các bạn thấy bầu trời và khuôn mặt như thế nào. Rồi các bạn cứ xem hình đang nhảy lên màn hình nha. Đó, rồi các bạn thấy khi mà đèn đến 45 độ cho mẫu bằng mẫu quay lại xíu nè.
Đấy. Thì hướng với mặt cây mộ sáng đang phía trước sáng, nhưng mà bầu trời nó vẫn giữ được chi tiết cả những ngôi nhà đằng sau nữa, và cái ánh sáng nó ấn tượng, nó thu hút hơn, nó ạt hơn, nó không bị nhàm chán khi mà các bạn chụp với ánh sáng tự nhiên. Rồi ngồi sát sát sau, dịnh cái tay sau cho nó ấy luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đặt một cái ánh sáng cho nó tặt ngang chút. Đây là khi mà mình dời đèn xa gần á, thì mình còn sẽ điều chỉnh lại đèn hoặc là khẩu tốc chút xíu cho nó phù hợp, cho mình dời đèn xa xíu là nó ánh sáng nó sẽ yếu đi. Rồi, giờ chụp tiếp nha. Rồi góc dưới lên nha hạn. Nước cầm lên chút nè. Cho thấy chụp hình cái nha. Rồi khi cho các bạn thử các góc xa gần chân để thấy sự khác nhau. Rồi bây giờ mình cho góc thấp dưới lên đi. Rồi ngước cầm lên chút nè. Xoay xoay hai chân co lên đây, không bỏ gì. Đó. Hướng đèn luôn à, bỏ gần tay con ra đùi nè. Khi các bạn thấy khi mà để đèn nó thì nãy giờ hình ảnh nó nhảy lên, các bạn thấy nó sự khác biệt rõ ràng giữa ánh sáng tự nhiên và ánh sáng đèn flash, nó không bị nhàm chán buồn như là ánh sáng này nữa. Ánh sáng đều rất buồn chán và cạnh và người nó xem như nhau, nó không có gì đặc biệt. Thế là mình đang để đèn một góc cũng gần như song song với người mẫu nè, nó chỉ cách người mẫu khoảng góc khoảng 20 độ thôi, để cứ mình để đến ven lên ven người mẫu. Rồi bây giờ mình thử ha. Nên các bạn thấy bầu trời nó tối, khi mà đến flash đến ra thì mình đặt để nó chỉ nhận ánh sáng điện flash là chính thôi, cho nên bầu trời sau nó sẽ tối lại, những nhà sau nó sẽ tối lại, nó sẽ có cảm giác đặc biệt hơn, nó ra cái chất buổi chiều tối. Đó, nhìn về hướng đèn coi. Rồi, nãy giờ mình chụp cùng mấy hướng đèn thì hy vọng là các bạn sẽ thấy được sự khác biệt khi mà dùng đèn flash ngoài trời để tạo bức ảnh ấn tượng hơn, nó đặc biệt hơn. Rồi bài hôm nay là kết thúc. Xin chào.